Hôm nay tôi làm cái video này bởi vì muốn nói với các bạn một vài lời tâm sự, một vài sự thật mà tôi tin rằng các bạn cần phải được biết. Tuy nhiên, trước khi nói đến điều đó thì chúng ta vào bài giảng ngày hôm nay, đó là một bài tĩnh vật về một nước. Bắt đầu thôi. Ok, đây chính là cái mẫu vẽ ngày hôm nay của chúng ta. Và chúng ta sẽ học cách làm sao để biến được cái mẫu vẽ đó trở thành cái sản phẩm cuối cùng, nó như bên phải mà chúng ta đang nhìn thấy đây. Thì cái bước đầu tiên chúng ta, nó chính là việc chúng ta phải lót nước và chúng ta chừa lại những khu vực mà tôi đã khoanh tròn ở phía bên tay phải của chúng ta nhé. Thì đó chính là những phần bóng rõ của các đối tượng. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ chừa lại luôn cái phần của cái thìa ha. Cái màu đầu tiên mà chúng ta sử dụng nó sẽ là màu Royal Blue cộng với Pink Peony để làm cái phông nền phía sau á. Bởi vì cái màu này nó cũng cần một chút cái sự mềm mại, và mình sẽ thêm một chút màu Ultramarine vào nữa nha. Ở cái phần bình đất á, thì chúng ta sẽ sử dụng màu chính, đó chính là màu Ink Red, và những màu chúng ta thêm vào nó sẽ là màu Olive. Đó. Thì tùy từng cái sắc độ của khu vực, chúng ta sẽ điều tiết cái độ đặc loãng của màu khác nhau để tạo ra được đúng cái độ đậm nhạt đó. Vào cái khu vực sáng hơn của cái đối tượng chính này thì chúng ta sẽ thêm một chút cái màu yellow vào nữa, để làm cho cái phần khu vực ở cái khu vực cận sáng của nó được cảm giác nó gần mắt hơn. Vẫn là những cái hỗn hợp màu đó và chúng ta điều tiết bằng cái độ đặc mà thôi. Ở đây thì với cái quả lê thì chúng ta sẽ sử dụng chính là màu yellow, và mình sẽ vẽ xung quanh cái khu vực sáng nhất của nó. Bắt đầu vào chỗ đậm hơn thì chúng ta sẽ thêm một chút golden deep vào, và sau đó là thêm một chút màu olive. Màu olive là cái màu mà tôi sẽ rất hay sử dụng trong cái bài này. Những cái khu vực vải này thì chúng ta sẽ sử dụng chính là cái hỗn hợp màu Royal Blue cộng với Pink Peony lúc nãy, để nó ra một cái ánh tím, và chúng ta sẽ thêm cái màu yellow vào để nó gần gần về vô sắc. Tiếp tục sang cái quả ớt chuông ấy, thì đầu tiên tôi sẽ phủ những cái màu vermilion ở gần cái khu vực cao quang, là khu vực sáng nhất ấy. Sau đó vào bên trong thì chúng ta sẽ thêm màu đỏ tươi hơn, nó chính là màu scarlet. Cái khu vực tối của cái quả ớt chuông ấy, thì mình sẽ thêm một chút màu ultramarine vào. Bây giờ mình sẽ, khi cái giấy của chúng ta đã xe lại á, thì chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại cái phần ở phía trên để chúng ta chốt vào một số cái điểm đậm của nó. Và chúng ta vẫn sẽ sử dụng những cái hỗn hợp màu lúc nãy gồm có olive và Indic Red là chính thôi. Đó, và hai cái màu này nó đã tạo ra một cái sắc độ rất là đậm rồi. Ngoài ra thì chúng ta có thể thêm một chút indigo vào những cái khu vực cực kỳ đậm của nó. Màu indigo là một cái màu mà nó sẽ tạo ra một cái sắc độ rất đậm, và chúng ta không nhất thiết phải dùng màu đen ở đây. Ở đây thì khi cái khu vực ở dưới này nó đã bắt đầu xe lại, chúng ta thêm một chút màu Ink Red vào để tạo một chút cái độ bóng của cái bình này, bởi vì nó là cái chất xứ bóng mà. Đây, chúng ta sẽ thêm một chút indigo vào phía phần bóng đổ này. Bây giờ mình sẽ quay xuống cái phần đậm của cái quả lê, đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn sẽ, mọi người để ý ở cái bảng màu của bình ấy, thì vẫn sẽ là màu Ink Red cộng với màu olive là chính thôi. Ở những phần bóng đổ chúng ta sử dụng nhiều indigo. Đó, như những khu vực này thì nó sẽ chính là cái indigo cộng một chút Ink Red vào để nhìn cho cái bóng đổ nó có một chút cái sắc ấm ở trong đó. Đối với viên gạch thì chúng ta chắc chắn là mình sẽ sử dụng màu Ink Red, bởi vì cái màu Ink Red nó chính là cái màu của viên gạch luôn á. Nó hay mình gọi nó là màu cam gạch thì đúng hơn, màu đỏ gạch. Đó, thì đây chính là cái layer đầu tiên, và chúng ta sẽ cố gắng làm sao để mình có thể làm nhiều nhất trong cái layer này. Và cái mẫu vẽ ngày hôm nay thì nó sẽ gồm có hai layer, và tôi đã làm nó trong khoảng 2 tiếng, chia làm hai buổi khác nhau.
ở đây những phần bóng đổ này chúng ta sẽ phải nhấn rất đậm nó, và chắc chắn hỗn hợp của bóng đổ luôn luôn phải gồm có indigo rồi. Ở cái phần cuống của quả ớt này thì chúng ta sẽ dùng chính là màu yellow cùng với olive đấy. Đó, sau đó chúng ta sẽ nhấn bằng màu indigo cộng với nâu. Đó, tiếp tục mình sẽ nhấn hình để làm cho cái chiều sâu về không gian nó được mạnh hơn. Bắt đầu sang cái layer thứ hai đây. Thì layer thứ hai chúng ta lại tiếp tục vẽ từ trên xuống dưới. Và ở đây nó sẽ vẫn là hỗn hợp giữa màu royal blue cộng với pink peony thôi. Tùy từng chỗ mà chúng ta lại cho màu gì nhiều hơn ha. Ở đây mình sẽ tiếp tục làm sang cái phần cái ấm đất đó. Ở cái layer này thì tôi sẽ không phủ nước hết nữa, mà tôi sẽ làm riêng từng đối tượng một, làm đến đâu chúng ta sẽ cần thiết thì chúng ta sẽ lót nước đến đấy thôi. Ở đây chúng ta sẽ tăng cái sắc độ lên. Với cái layer thứ hai thì bao giờ cái màu ta cảm giác nó cũng sẽ đầy đặn hơn, bởi vì các cái hạt màu nó được dàn đều ra và nó làm đầy các cái lỗ rỗng ở cái layer thứ nhất. Đấy, chúng ta có thể thấy cái màu Indic Red ấy, nó lên cái sắc của nó rất là đẹp. Đó, nó sẽ vẫn sẽ là hỗn hợp giữa các màu như là Zero và Indic Red Olive mà thôi. Đó, chúng ta làm sao cho cái phần bóng tối của cái bình này và cái nền nó có cái xu hướng hơi dính nhau một chút. Nó chỉ cần tách nhau một chút thôi. Chúng ta làm tách nhiều ở cái phần sáng rõ rồi thì những cái phần bên trong tối thì chúng ta không nên tách nó quá nhiều. Như thế sẽ làm cho cái vật thể của chúng ta nó hơi bị cứng. Ở đây tôi sẽ phải vuốt lại hình một chút bằng một cái bút mềm. Đây, chúng ta có thể thấy là tôi đang sử dụng cái màu indigo rất là mạnh, và để làm cho những phần tối ở phần cổ của cái bình này nó phải thật đậm lên, phần miệng, phần hốc ở bên trong ấy. Đó, chúng ta sẽ nhấn vào. Sau khi cái giấy của chúng ta đã hơi xe lại một chút thì chúng ta sẽ sử dụng bút khô và màu cũng tương đối đặc một chút để chúng ta có thể nhấn vào những chi tiết. Đó, tiếp tục chúng ta làm xong vải này thì các bạn có thể thấy là cái vải này cái màu chính của nó là royal blue đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ thêm nhấn vào một số góc bằng màu indigo nữa để làm cho cái vải ở bên dưới này nó được sâu hơn. Chúng ta sẽ có hai lớp vải, một lớp vải bên dưới và một lớp vải bên trên nhé. Sau đó mình sẽ nhấn thêm vào trong cái phần quả lê. Thì cái phần quả lê này lúc trước của nó toàn màu lạnh mà, vì thế cho nên bây giờ mình sẽ phải thêm cái sắc nóng vào cho nó. Và cái sắc nóng ở đây chúng ta lựa chọn vẫn sẽ là Indic Red mà thôi. Đó, những khu vực đậm của nó thì chúng ta sẽ thêm Indic Red và Indigo vào để làm cho cái phần bóng bản thân của nó, cái ranh giới sáng tối của nó được rõ hơn. Đang thể sử dụng rất mạnh cái màu Indic Red để nhấn vào cái góc ở chỗ phần cuống ấy. Chúng ta có thấy cái phần bóng đổ ở phần cuống đó không? Ok. Tiếp tục sang cái quả ớt chuông này, chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều cái màu Scarlet, đúng không? Scarlet, bởi vì cái màu này là cái màu đỏ tươi và nó rất là mạnh, nó sẽ làm cho cái sắc của quả ớt này nó lên được rất là đúng màu ngoài thực tế. Và những phần trong bóng tối của nó thì chúng ta vẫn sẽ phủ màu Ultramarine lên để làm cho nó bị cảm giác nó có cái phản quang rõ hơn những cái phần đậm của nó này. Chúng ta nhìn những phần đậm của nó đúng không? Cái màu đó nó chính là indigo, và chúng ta chỉ cần thêm indigo vào màu đỏ thôi là cái sắc giữa indigo và màu đỏ nó sẽ tự hòa trộn vào nhau để nó ra một cái ánh hơi nâu
hơi nâu, và chúng ta sẽ nhấn tiếp, nhấn vào các góc của đối tượng bằng chính Indigo. Và cái màu Indigo là cái màu gần như là tôi sẽ luôn luôn cần nó trong cái quá trình làm, bởi vì nó sẽ thay thế cho cái màu đen, nó tả bóng tối rất là thích luôn. Bây giờ thì mình sẽ sang đến cái đoạn mình sẽ tỉa vào cái thìa. Cái thìa thì cái diện tích của nó không quá lớn, vì thế chúng ta sẽ làm những cái mảng nhỏ thôi. Mình cũng sẽ sử dụng chính cái màu như lúc nãy mà chúng ta đã làm đó, đó chính là Royal Blue này. Royal Blue là chính. Sau đó mình sẽ thêm một chút Indigo để làm cho những cái điểm đậm, chúng ta gọi là điểm đậm của nó được rõ hơn. Cái thìa nhìn thế thôi chứ mình sẽ vẽ các mảng nhỏ, vậy là cái kỹ thuật của nó sẽ không quá khó đâu. Đó, mình thêm một chút màu Inigrap vào để cho cái thìa nhìn cho cảm giác nó thật hơn. Một đối tượng nào cũng thế, chúng ta đều cần phải có màu nóng và màu lạnh. Bây giờ đến cái đoạn chúng ta làm cái bàn cho nó. Thì cái bàn ở đây chúng ta có thể thấy rõ ràng nó chính là cái màu Inigrap cộng với một chút yellow ở trong đó, đúng không ạ? Sau khi mình phủ một lượt thì mình sẽ mình cần dùng bút gạch gạch vài cái thôi là nó sẽ ra được cái chất liệu gỗ rồi. Bây giờ mình tiếp tục sang cái viên gạch. Thì cái viên gạch ở đây cái màu chính nó vẫn sẽ là Indic Red mà thôi. Indic Red đó chúng ta sẽ chỉ cần thêm một chút Indigo là nó đã rất rất đậm rồi, và nó đã chuyển cái sắc đó sang một cái sắc nâu hơn, là mạnh. Đó. Đấy, bây giờ chúng ta đã nhìn thấy hai cái tầng vải nó tách nhau ra rất là rõ. Một cái vải phía dưới nó mang cái sắc hơi lạnh một chút. Đó, bây giờ khi mà mình đã nhấn được cái bóng đổ ở cái phần vải lên này, thì cái tầng bậc ở đây nó bắt đầu nó được tách ra mạnh hơn. Mạnh hơn. Đó, và những cái này chúng ta vẫn sẽ làm nó trong cái thời điểm nó hơi ẩm một chút, để nó tạo ra cái sự bồng bềnh của cái phần vải. Cái miếng vải phía trên thì nó lại mang cái sắc hơi vàng, hơi lục lục một chút nha. Ở đây sau khi cái thìa chúng ta đã nó đã giấy ở đó, chỗ đó đã khô rồi, chúng ta sẽ nhấn vào cái phần cạnh, cái cạnh độ dày của nó để cảm nhận được cái độ dày. Thì chúng ta vẫn sẽ sử dụng màu Indigo mà thôi. Đó, những cái công đoạn tiếp theo chúng ta nó sẽ là nhấn vào các cái bóng đổ để làm rõ cái đối tượng của mình hơn. Làm sao cho cái ánh sáng của ta nó mạnh một chút để cảm giác nhìn nó sẽ ấn tượng hơn khi cái ánh sáng nó được đủ mạnh. Cái sự tương phản giữa sáng và tối nó đủ mạnh thì cái việc người nhìn người ta sẽ cảm giác ấn tượng hơn với cái bài vẽ của mình. Bây giờ chúng ta sẽ làm sang cái vải ở phía trên ha. Thì cái vải phía trên này chúng ta sẽ sử dụng màu yellow. Mình sẽ thêm một chút Indic Red vào, bởi vì sự tương phản cái màu giữa hai cái miếng vải, một miếng vải phía dưới là màu lạnh và miếng vải phía trên là màu hơi ấm nhẹ, nó sẽ làm cho các đối tượng được tách rõ hơn. Giờ chúng ta sẽ làm tiếp vào cái phần mặt bàn gỗ phía dưới ha. Thì cái màu chính vẫn sẽ là màu Indic Red và màu yellow. Đó, và đây là cái sản phẩm cuối cùng. Sản phẩm cuối cùng là cái bài vẽ nha, không phải cái anh cầm bài vẽ đâu ha. Bản thân tôi thì muốn làm những cái video như thế này để có thể chia sẻ nhiều hơn. Tuy nhiên là những ai mà đã biết tôi ở ngoài ấy, thì mọi người đều biết là tôi có dạy lớp luyện thi này và lớp màu nước này. Những cái buổi học nó khá là nhiều, và trong các cái buổi học ấy, thì tôi đã nói quá nhiều về những cái học thuật rồi. Vậy cho nên là khi về đến nhà thì mình thường là mình hơi bị tụt cảm xúc để nói về những cái chủ đề đấy nữa ấy. Tuy nhiên là tôi cũng đã biết một vài chủ đề về những cái kinh nghiệm học vẽ, những kinh nghiệm để làm sao chúng ta có thể vẽ tốt hơn, làm sao bla bla. Thường thì nó không đến đâu cả, bởi vì cái thời gian của mình nó cũng eo hẹp, và rồi bản thân mình cũng hơi lười nữa.
Vì vậy, tôi cần động lực từ chính các bạn. Các bạn hãy để lại những câu hỏi của các bạn ở ngay phía dưới phần bình luận của video này để có thể tạo cho tôi một chút động lực. Và tôi sẽ dựa vào các câu hỏi đó để có thể viết nên những cái chủ đề mới, những cái câu chuyện mới để làm những video hay hơn nữa và làm nhiều video nữa. Bởi vì dạo này bản thân tôi cũng cảm thấy mình hơi lười làm việc. Có lẽ mình phải làm việc nhiều hơn, bởi vì cái tuổi trẻ của mình nó cũng không còn nhiều nữa. Vì vậy nếu chia sẻ được càng nhiều trong thời gian này thì càng tốt. Tôi thì luôn nghĩ rằng tri thức là thứ cần được chia sẻ và chia sẻ đúng cách. Vậy đó, hãy để lại những cái câu hỏi của bạn ở phía dưới phần bình luận của cái video này để chúng ta có thể tương tác nhiều hơn với nhau. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều.